Dạ, con xin được tiếp video một chút ạ. Con xin giới thiệu đây là mẫu chân nến thiên thần dâng nến cao 1,05 m ạ. Con vẫn thường quay cho quý vị xem đấy ạ. Còn đây là chân nến lục bình ạ. Chân nến lục bình mẫu này thì cũng rất là đẹp và sắc nét đấy ạ. Màu bên ngoài và bên trong lai của con giống y nhau ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Còn đây là chân nến cao 50 cm. 10 ngày nay con ốm, con không có live stream được, cho nên hôm nay con live cho quý vị xem đây ạ. Đây là chân nến đèn hầu lễ sinh. Mẫu chung bên con được quý vị lựa chọn rất là nhiều ạ. Tất cả các cái chi tiết hoa văn đều rất là đẹp và sắc nét ạ. Đây là chân nến mẫu hoa 2 trong 1, vừa có thể làm giá hoa, vừa có thể làm chân nến ạ. Cao 90 cm, ngọn cao nhất, ngọn thứ hai 70 cm và ngọn thứ ba là 50 cm ạ. Bộ chân nến đèn hầu lễ sinh này là mẫu cổ và mẫu đèn cổ ạ. Còn đây là chân nến lục bình cao 65 cm ạ. Tất cả các cái chi tiết hoa văn thì chúng con làm rất là đẹp và sắc nét ạ. Con xin giới thiệu bình sông hương thánh sử, gọi là bình sông hương cầu mây ạ. Còn bên này là chân nến thiên thần dâng nến quỳ ạ. Những cái mẫu này con vẫn quay cho quý vị xem rồi đấy ạ. Toàn bộ rất là đẹp và sắc nét. Quý vị có nhu cầu mua tất cả các cái sản phẩm bên con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.